Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài tarot for oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là lộc lớn trời ban nào sẽ kéo đến với bạn trong 3 tháng cuối năm này. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi, mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi lộc lớn trời ban nào sẽ kéo đến với bạn trong 3 tháng cuối năm. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Ở đây mình thấy các bạn tụ 1 là những người rất là siêng năng, chăm chỉ, nỗ lực kiếm tiền trong thời điểm này. Có thể dạo gần đây các bạn hơi trăn trở lo âu vấn đề tài chính ha. Ngoài ra có thể các bạn cũng không biết là tương lai mọi thứ nó sẽ diễn tiến ra sao, hoặc là bạn đang đứng trước giữa những cái quyết định, sự lựa chọn gì đó ở đây. Mình thấy các bạn là những người cũng rất là năng nổ, rất là khôn ngoan, thông minh và nhạy bén, cũng là một người có một sự hay di chuyển, hoặc là đã muốn là sẽ quyết tâm làm cho bằng được. Tuy nhiên mình thấy dường như dạo gần đây các bạn có sự gọi là tĩnh tâm hơn, hoặc là cẩn thận hơn, chứ không có sự gọi là quá bốc đồng, quá bập chợp nữa ha. Đây mình thấy có thể là bạn cũng được rất là nhiều người yêu mến, hoặc là có thể bạn cũng rất là đào hoa đó. Có thể một số bạn đang phân vân giữa công việc này với công việc kia, hoặc là giữa việc đi hay ở, hoặc là giữa người này với người kia trong tình yêu, vân vân. Và bạn đang cố gắng bảo vệ những cái thành tích, thành quả, hoặc là cố gắng bảo vệ chính mình cũng như là những gì mà mình đã tạo dựng được. Mình thấy là như vậy, các bạn đang ở trong cái trạng thái phòng thủ và có một sự gọi là phòng vệ rất là cao. Và mình thấy các bạn cũng được nhắc nhở là hãy có sự kiên nhẫn và kiên trì, giữ cho mình cái sự cân bằng. Và có thể bạn đang chờ đợi tin tức gì đó thì nó sắp đến, hoặc là bạn đang muốn có một cái sự dịch chuyển, di chuyển gì đó thì mình thấy có thể là bạn sẽ làm được. Tuy nhiên là hãy bình tĩnh và đồng thời đừng có quá vội vàng. Dạo gần đây có một số bạn hay thức khuya đó, các bạn nên nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ gọi là có những cái giấc ngủ ngon và sâu hơn. Đừng thức khuya nhiều quá, nó ảnh hưởng đến đôi mắt của các bạn, hoặc là nó ảnh hưởng đến tâm trí của các bạn, nó không có được gọi là tỉnh táo. Một số bạn rất là muốn chuyển nhà, chuyển chỗ ở, hoặc là muốn có sự gọi là chuyển đổi công việc ha, hoặc là muốn có thêm một cái nguồn thu nhập mới. Rồi để mình xem coi. Lộc lớn trời ban nào sẽ kéo đến với bạn trong giai đoạn 3 tháng cuối năm ha. Từ đây đến cuối năm mình thấy có thể là bạn sẽ gặp gỡ rất là nhiều con số lập, con số thiên thần 111 là 444 888. Đây là những con số may mắn cho các bạn đó.
Ở đây mình thấy có thể là trong giai đoạn 3 tháng cuối năm, một số bạn có thể là bạn đang độc thân thì có thể là bạn sẽ có tình yêu, hoặc là bạn có khả năng là có nhiều niềm vui, có nhiều cơ hội để phát triển hơn ha, hoặc là có thể phát triển một cái lĩnh vực nghệ thuật lãng mạn sáng tạo gì đó và có sự gọi là triển khai nó. Và có thể nó có một sự phát triển rạng rỡ, cho nên mình thấy các bạn cảm thấy rất là vui mừng ở đây. Và ngoài ra thì một số bạn như mình nói, có thể là các bạn có sự lãng mạn yêu thương, có tình yêu đến với các bạn. Ngoài ra có thể là bạn cũng sẽ có những giấc mơ tiên đoán ha, những cái mơ giấc mơ báo trước ở đây. Đồng thời có thể có sự xuất hiện của những người bạn mới, những cái người đặc biệt đến với cuộc sống của các bạn, những người nâng cao tinh thần cho các bạn. Hoặc là có thể một số bạn sẽ có thêm nhiều người muốn mời gọi hợp tác. Và có sự gọi là trân trọng giá trị của các bạn hơn. Có một số bạn có thể bạn đang mong chờ tin vui về con cái, khả năng là các bạn sẽ có tin vui về con cái và đó là một bé gái nha. Và cái mối quan hệ của bạn với đối tượng yêu thương sẽ rất là hòa hợp và rất là yêu, tràn đầy cái sự lãng mạn ngọt ngào. Hoặc là cái mối quan hệ hiện tại các bạn có thể nó sẽ nâng lên một cái giai đoạn gọi là cam kết hơn. Nha, hoặc là có thể một số bạn các bạn sẽ tràn đầy cảm hứng và có sự yêu thương bản thân mình hơn. Cho nên là hãy để cho bản thân của mình có sự vui mừng và tận hưởng những cảm xúc rung động trong trái tim này. Và ngoài ra thì mình thấy các bạn nữ sẽ được người yêu của mình thể hiện niềm đam mê, sự quan tâm, sự ân cần, chu đáo. Đồng thời có thể một số bạn sẽ tiến đến một cái giai đoạn mới, đó là đính hôn, đính ước ha. Hoặc là có thể một số bạn như mình nói sẽ có những mối quan hệ hợp tác bình đẳng, hoặc là có được những cái sự tha thứ và giải quyết được những vấn đề gì đó. Và bên cạnh đó thì bạn cũng sẽ đón nhận khá là nhiều những cái món quà bất ngờ từ người khác mang đến, hoặc từ ơn trời mang đến cho các bạn. Các bạn sẽ có thể chấm dứt được những cái sự bất đồng mâu thuẫn trong cuộc sống của mình, hoặc là chấm dứt được những cái điều gì đó khiến bạn cảm thấy nghĩ ngợi và trăn trở. Một số bạn ở đây mình thấy thể là bạn sẽ gặp gỡ một cái đối tác, một cái người mang năng lượng nam. Đây là một người rất là giỏi kinh doanh, làm ăn, mua bán. Có thể là họ sẽ có sự mở đường, hướng dẫn con đường đầu tư cho các bạn chẳng hạn. Hoặc là các bạn có khả năng là trong giai đoạn 3 tháng cuối năm, mình thấy các bạn sẽ có một cái sự vững chắc về mặt tài chính. Nguồn tiền của bạn có thể là nó sẽ đến thông qua cái quá trình nỗ lực, cố gắng của các bạn, sẽ có một cái nguồn tiền bạc nó vững chắc, nó an toàn. Hoặc là những cái phần lợi nhuận của bạn nó có sự tăng cao. Các bạn có được cái sự dồi dào do chính các bạn tạo ra ha. Và đồng thời bạn có khả năng bảo vệ được cái sự thịnh vượng của mình. Một số bạn có thể là bạn có được cái cơ hội công việc, nếu như các bạn đang loay hoay tìm kiếm công việc, và bạn sẽ có được một cái người chủ họ rất là rộng lượng và có sự giàu lòng nhân ái đó. Hoặc là một vài bạn có thể là bạn sẽ phát triển cái công việc kinh doanh riêng, tự mình làm chủ và có thể nó thăng hoa ha. Ở đây mình thấy nếu như các bạn đang ở trong một cái trạng thái gì đó gọi là kiểu lưng chừng trì trệ ha, mọi thứ nó có sự trì hoãn, thì trong 3 tháng cuối năm mọi thứ nó có sự gọi là chuyển động và những cái sự trì trệ nó sẽ gọi là mau chóng qua đi. Các bạn sẽ đón nhận rất là nhiều những cái điều kỳ diệu sắp đến với các bạn, và các bạn có thể thực hiện được một số thay đổi như mong đợi của mình. Các bạn có được những cái sự gọi là đồng bộ trong cái sự hạnh phúc. Có được những cái vận may nó có sự mỉm cười với các bạn và những điều may mắn xung quanh các bạn. Và các bạn có sự kết nối với ơn trên rất là mạnh mẽ, bởi vì các bạn có đức tin và hay cầu nguyện, cho nên là công việc của bạn nó có thể là đang trên đà phát triển nữa. Các bạn có được những cái sự chuyển động đột ngột của mình tiến về phía trước. Nhưng mà bạn cần phải nghiên cứu thêm thông tin để có những cái bước tiến vững chắc. Và ngoài ra thì có thể bạn tìm ra được những câu trả lời, những cái giải pháp gì đó cho vấn đề mà bạn đang thắc mắc. Bên cạnh đó có thể là bạn có sự vây quanh cuộc sống của mình với những cái người tích cực, những người có thể cổ vũ cho bạn và hoan nghênh cái thành công của các bạn. Một cái sự thịnh vượng nó sẽ đến với bạn trong giai đoạn 3 tháng cuối năm. Những cánh cửa mới nó mở ra. Và ngoài ra thì những sự thay đổi tích cực nó sẽ có sự gọi là ồ ạt téo tới. Các bạn đang dần tiến bộ hơn và hãy luôn lạc quan về kế hoạch của mình. Nhân quả được thực hiện trong cuộc sống của các bạn nha.
Một số bạn còn có khả năng có một cái chuyến đi du lịch hoặc là có một cái chiếc xe mới. Thời điểm này các bạn nên có một cái sự xem xét lại, ghi lại những cái bài học mình đã học được cho đến ngày hôm nay. Và hãy xem coi tiếp theo mình muốn đi đâu. Bạn đang ở một cái thời điểm mà bạn có thể thực sự làm mới bản thân của mình và xây dựng tương lai mà bạn mong muốn đó. Tuy nhiên thì để đến đích thành công thì bạn sẽ cần một cái bản đồ tốt hơn ha. Hãy hình dung ra một cái tương lai hạnh phúc nhất, và đồng thời bắt đầu thực hiện những cái bước đi thích hợp. Hãy lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Và ngoài ra mình thấy các bạn sẽ có những cái nguồn cảm hứng nó lóe lên, và những ý tưởng độc đáo sáng tạo nó sẽ có sự sinh sản. Và những cái sự hiển linh này nó là một cái phần trong cái mục đích cuộc sống của các bạn, nhằm hướng dẫn các bạn trên con đường hướng đến cái niềm vui nha. Đây mình thấy có thể là bạn sẽ bước vào một cái cột mốc quan trọng, và bạn có thể nhìn mọi thứ ở một cái ánh sáng hoàn toàn mới. Và các bạn có thể là bạn sẽ có một sự bước vào cái định mệnh của mình, hoàn thành cái mục tiêu, mục đích sống, ý tưởng, lý tưởng sống của mình. Và hiểu về cái ý nghĩa cuộc sống hơn. Và ngoài ra mình thấy có thể là bạn có sự thay đổi, trưởng thành và có thể thức tỉnh mạnh mẽ ha. Không còn ở trong cái trạng thái hoang mang, mênh mông, lo lắng hoặc là không biết mình sống trong cuộc đời này để làm gì. Trong 3 tháng tới hay là bạn đã thấm nhuần ha, ý nghĩa cuộc sống, và bạn biết mình phải làm gì để thay đổi cuộc sống tốt hơn, tích cực hơn, hoặc là có thể một số bạn cũng sẽ có những cái sự lan tỏa, những cái giá trị, những cái kinh nghiệm mà bạn đã trải qua giúp đỡ cho những cái người trẻ, những người trẻ tuổi trong cuộc sống của bạn. Và họ cũng rất là cần cái điều đó, và có rất là nhiều người yêu mến các bạn bởi vì cái lòng tốt của các bạn. Và giai đoạn 3 tháng cuối năm là thời điểm các bạn sẽ có một cái sự hành động thiết thực. Các bạn như mình nói sẽ có những cơ hội mới tuyệt vời, và các bạn sẽ nắm bắt được nó, và các bạn có khả năng là đạt được những gì mà bạn mong muốn. Những cái hy sinh của các bạn, những cái hy vọng non trẻ của bạn, nó sẽ có sự cất cánh. Và đồng thời các bạn có lòng can đảm, nó có thể nhìn thấu mọi việc. Cho nên là hãy dũng cảm, hãy can đảm và đi theo ước mơ quý giá nhất của các bạn. Và tất cả các bước nó sẽ tự lộ ra khi mà bạn tiến về phía trước. Và những cái kế hoạch mới của các bạn nó sẽ thành công và trở nên phong phú đó nha. Một số bạn như mình nói sẽ thay đổi nghề nghiệp, và cuộc sống của bạn giống như bước sang trang mới đầy tín hiệu vui vẻ, tích cực và lạc quan yêu đời. Tuy nhiên thì cái hạnh phúc của bạn có thể sẽ khó nắm bắt nếu như bạn không xác định rõ ràng những cái ưu tiên, những cái động lực và hành vi của các bạn. Hãy dành thời gian để bạn có thể tự suy ngẫm, cho phép bạn có cơ hội để bạn có thể trải nghiệm những cái sự giác ngộ tuyệt vời và thực hành cái khả năng tha thứ cho bản thân mình. Hãy xem sự thật bạn là ai và hãy giải phóng những cái khía cạnh không còn phục vụ các bạn nữa. Và đồng thời hãy buông bỏ những cảm giác tội lỗi hoặc là sợ hãi hoặc là đổ lỗi. Hãy thương xót chính mình hơn nha. Hãy nhìn vào gương và tự nhủ với chính mình là bạn yêu bản thân của mình. Và bạn sẽ cố gắng để cho bản thân của mình ngày càng tăng tiến, ngày càng phát triển, ngày càng yêu đời và tích cực. Đồng thời mình thấy các bạn sẽ có được một cái ý thức, bạn được ơn trên thúc đẩy để bạn có thể nhìn ra những cái điều gì đó không tốt cho sức khỏe của các bạn. Để bạn có thể giải độc khỏi các thực phẩm, hóa chất, hoặc là giải phóng bản thân của mình ra khỏi những con người có hại cho các bạn. Các bạn biết đối mặt với nỗi sợ hãi và giải phóng bản thân khỏi mọi giới hạn hoặc là những cạm bẫy trong cuộc sống. Các bạn cho bản thân mình được tự do, phơi phới và có sự gọi là tràn đầy sức sống. Các bạn có sự chiến thắng được cái bản ngã, cái nỗi lo, nỗi sợ các bạn. Cho nên là đôi khi bạn cũng cần phải biết xác định cái vấn đề của mình, nguyên nhân, lý do, triệu chứng là gì để mình có thể triệt tiêu những cái khó khăn hoặc là những cái thử thách, những cái tồn đọng bên trong các bạn. Đừng có để bản thân của mình bị cuốn vào những nỗi sợ hãi, sự lo lắng về vật chất, tiền tài, vân vân. Bạn chỉ cần sống hạnh phúc và tập trung thực hiện ước mơ của các bạn thì từ từ mọi thứ nó sẽ kéo đến với các bạn nha. Và đồng thời có những cái điều gì đó, chứng nghiện ngập gì đó thì có khả năng là các bạn nên từ bỏ để cuộc sống của bạn tốt hơn ha. Và mình thấy các bạn sẽ làm được.
giống như các bạn có sự gọi từ bỏ thói quen gọi là thức khuya, hoặc là thói quen gọi là tiệc tùng thâu đêm hay gì đó vân vân. Nói chung là các bạn sẽ có một cái sự thay đổi bản thân, thay đổi suy nghĩ, tư duy và hành động, cho nên là các bạn nâng cao tần số và bạn thu hút được khá là nhiều những cái phước lành lớn lao mà ơn trên đổ xuống cho các bạn ha. Lộc lớn trời ban nào sẽ kéo vào cuộc sống của bạn trong 3 tháng cuối năm. Mình thấy là một cái ánh sáng rực rỡ huy hoàng chiếu rọi cuộc sống của các bạn. Một số bạn ở đây các bạn sẽ rất là thành công, bạn sẽ được rất là nhiều người ngưỡng mộ yêu mến ha, và tạo tấm gương sáng để người khác noi theo, hoặc có khả năng một số bạn sẽ trở thành một người khá là nổi tiếng, được nhiều người quan tâm biết tới hơn ha. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ đối mặt với những một số vấn đề liên quan đến cảm xúc, kiểu như là có thể là bạn sẽ có một số vấn đề khiến cho bạn cảm thấy có sự rối loạn lo âu, rồi đâm ra mình có sự nóng nảy khó chịu. Tuy nhiên thì có thể là đó là những cái tình huống, những cái bài học để nó moi những cái vấn đề tồn đọng bên trong các bạn, để bạn có thể đối mặt với những cái khuyết điểm của mình để bạn có thể giải quyết nó. Và mình thấy các bạn sẽ dùng cái trạng thái của sự nhẹ nhàng, các bạn đổ nước vào những cái đốm lửa để mọi thứ nó trở nên gọi là được gọi là dập tắt những cái chiến tranh đó kiểu vậy. Các bạn có sự nhẹ nhàng tự tốn trong việc giải quyết mọi thứ, mọi điều hơn nha. Và mình thấy kết quả nó sẽ nghiêng về các bạn, kết quả có lợi nghiêng về các bạn sẽ cảm thấy yêu đời, vui vẻ, phấn chấn. Và đồng thời những bạn nào đó mà có liên quan vấn đề pháp lý, giấy tờ, hồ sơ gì đó thì mình thấy các bạn là sẽ được giải quyết nha, theo hướng có lợi cho các bạn, miễn là các bạn hãy trung thực, có trách nhiệm trong mọi việc bạn làm. Ngoài ra các bạn có thể là luật nhân quả được ứng nghiệm, cho nên là thời điểm này các bạn không nên gọi là gây điều khó chịu cho bản thân mình hoặc những người xung quanh bằng lời ăn tiếng nói. Hãy sống thiện lành, sống tích cực, cân bằng và hài hòa, và nhìn thấy ánh sáng của mọi người, sống một cách tràn đầy sự yêu thương, bao dung và vị tha. Thì cuộc sống của bạn trong cái giai đoạn 3 tháng cuối năm sẽ là một cái giai đoạn đầy phấn chấn, đầy sự trù phú, đầy sự thịnh vượng liên quan đến những cái cơ hội gia tăng tài chính, gia tăng thu nhập, và đồng thời gia tăng những món quà, những phần thưởng, những mối tình lãng mạn kéo đến với các bạn. Và có khả năng một số bạn, như mình nói, tiến đến cái giai đoạn gọi là công khai đối tượng người yêu của mình, hoặc là tiến đến giai đoạn gọi là nghiêm túc, chính thức ha, kiểu vậy. Ngoài ra ở đây thì bạn có sự lựa chọn, cho nên bạn hãy cân nhắc để có những cái lựa chọn phù hợp, để tránh lựa chọn sai người rồi mình lại phải rơi vào những cái trường hợp dòng lặp rồi phải học bài học nữa ha. Cho nên là hãy cẩn thận trong vấn đề chọn lựa đối tượng, chọn cái người mà bạn cảm thấy hợp và có thể đi lâu dài với mình và không khiến cho mình cảm thấy khó chịu, bất an hoặc là mệt mỏi. Mình thấy ở đây các bạn nữ sẽ có rất là nhiều người xuất hiện đó, cho nên các bạn hãy thận trọng ha để chọn lựa đối tượng. Thì mình thấy có thể là có hai người, một người thì hoặc là một người mà hai tính cách. Đây là một người có khả năng là một người khá là giàu có, đủ đầy dư giả và rất là ưa hành động, có sự chủ động ha, và có sự gọi là biết bảo vệ thành quả thành tích của mình. Còn các bạn nam thì có thể bạn sẽ gặp được một cái người nhẹ nhàng, nhân ái, ấm áp, lãng mạn, chân thành và biết thấu hiểu, biết quan tâm mọi người. Đấy là như vậy. Các bạn có The Star nữa nè, ước mơ trở thành sự thật đó ha. Cho nên cố gắng tập trung vào mong ước, điều ước của mình và lên kế hoạch để thực hiện, bởi vì bạn sẽ làm được. Các bạn được bảo vệ an toàn ha, khỏi những cái khó khăn hoặc là những nỗi lo, nỗi sợ. Một số bạn trong công việc có thể được lên chức, hoặc là có thể bạn sẽ được công nhận, được nhận thưởng, nhận cúp gì đó ha, đối với những bạn mà làm những công việc mà liên quan đến cộng đồng, liên quan đến nghệ thuật sáng tạo vân vân ha. Ở đây mình thấy là bạn cũng sẽ tìm ra được những cái thông tin cần thiết để có thể giúp đỡ cho cái hoàn cảnh tình huống gì đó của các bạn. Ở đây như mình nói, các bạn nên tránh xa những cái người hung dữ, hung tợn, những người khó chịu nha, bởi vì họ mang nguồn năng lượng thấp và họ có thể ảnh hưởng đến các bạn đó. Một số bạn có thể có những cái vấn đề trong gia đình có thể sẽ được giải quyết ổn thỏa.
mà còn một số bạn có thể có tiến đến hôn nhân như mình nói, hoặc là đính hôn đính ước, thêm người thêm của, có thể một số bạn như mình nói có thêm thêm con cái ha, các bạn có được cái sự may mắn đến với các bạn nè. Ngoài ra mình thấy khả năng là một số bạn sẽ nhận được những cái nguồn tiền lớn lao liên quan đến vấn đề thừa kế, hoặc là bạn trúng thưởng, hoặc là liên quan đến một cái nguồn lộc tiền, một cái nguồn tiền trời cho. Ở đây thì mình thấy các bạn cũng nên thận trọng, tránh đầu tư vội vã hoặc là rủi ro, hoặc là chơi trò đỏ đen thì rất là dễ bị chiêu dụ và có thể gây thiệt hại nha. Cho nên là mình thấy có thể là các bạn cũng sẽ có những cái vấn đề bị cám dỗ đó, nên thận trọng một chút để tránh rơi vào những vấn đề liên quan đến pháp lý, luật lệ ở đây. Và đây sẽ là cái thời điểm để bạn có thể hành động và đạt được cái điều bạn mong muốn nha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi lộc lớn trời ban nào sẽ kéo vào cuộc sống của các bạn trong 3 tháng cuối năm. Và đây là những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2. Bạn tụ 2 là những người rất là lý trí, khôn ngoan, công bằng, chính trực và có trách nhiệm, rất là sòng phẳng, thẳng thắn và có sự gọi là có tính chuyên nghiệp rất là cao. Một số bạn có thể bạn cũng đã có một cái sự nghiệp khá là vững chắc rồi ha, hoặc là bạn là một người có khả năng gọi là tay trắng lập nên cơ đồ đó. Một số bạn ở đây mình thấy các bạn đang được vũ trụ chiếu cố quan tâm rất là nhiều. Và ngoài ra thì mình thấy cái khả năng là các bạn đang ở trong một cái trạng thái hơi có một cái sự lắng lo về tương lai phía trước, trăn trở về rất là nhiều điều, cảm thấy cuộc sống của bạn hiện tại mây mù giăng lối mù mờ ha, hoặc là mọi thứ nó không có đi theo cái mong đợi của các bạn về tiền tài, hoặc là có những vấn đề pháp lý gì đó, giấy tờ gì đó nó chưa được giải quyết xong, mọi thứ nó cứ lưng chừng ha. Một số bạn ở đây có thể là các bạn cũng xem rất là nhiều những tin tức nước ngoài, cho nên đôi khi những cái điều đó cũng khiến cho bạn cảm thấy lo âu về tương lai ha. Các bạn có thể cũng hay cầu nguyện với ơn trên, hy vọng là mọi thứ tốt đẹp nó sẽ đến, nó sẽ được cải thiện. Một số bạn ở đây có thể là bạn rất là muốn học ngoại ngữ, hoặc là muốn đi du lịch nước ngoài, hoặc là muốn định cư nước ngoài, vân vân. Các bạn cũng là một người rất là đang có một cái sự cởi mở, muốn phát triển quốc tế, cái cơ hội mở rộng gì đó liên quan đến quốc tế ở đây. Hoặc là có thể một số bạn như mình nói đang ở trong cái trạng thái lưng chừng, không biết là mình có nên ở nước ngoài hay không, mình có nên học tiếng ngoại ngữ hay không, hoặc là mình có nên đi hay nên ở trong một cái tình huống nào đó hay không, vân vân. Các bạn hơi có sự chênh vênh và hoang mang ha. Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn rất là mong muốn có một cuộc sống độc lập về tài chính, để có thể hiếu thuận với cha mẹ, và bạn rất là quan tâm nhiều đến cha mẹ của mình, đặc biệt có thể là vấn đề về sức khỏe. Một số bạn nữ ở đây thì rất là mong muốn tìm được một cái người chồng, một cái người chân ái cuộc đời mình ha, và tiến đến hôn nhân, vân vân. Các bạn có rất là hy vọng những cái mong ước của bạn nó sẽ hoàn thành, và cuộc sống của bạn đang đi theo cái hướng dẫn dắt từ ơn trên rồi, mọi thứ nó sẽ hoàn thành tốt đẹp và sẽ có cái kết gọi là trọn vẹn cho các bạn, cho nên bạn đừng có lo. Và luật nhân quả đang được ứng nghiệm rất là mạnh mẽ trong cuộc sống của các bạn. Vì của các bạn bây giờ là hãy có sự tỉnh táo, sáng suốt và luôn có những hành động thiết thực, có trách nhiệm trong mọi việc bạn làm. Thì gieo nhân nào gặp quả đó thôi, các bạn sẽ có được quả ngọt nếu như bạn gieo những cái hạt giống thiện lành. Bạn nào mà nghĩ mình có khả năng học hỏi phát triển thêm nữa thì cứ làm đi, các bạn đừng có lưng chừng, đừng có do dự gì hết. Bạn muốn học ngoại ngữ thì bạn cứ học, bạn muốn phát triển nhánh gì đó liên quan đến yếu tố quốc tế thì bạn cứ làm. Hãy tìm hiểu thông tin rõ ràng và có những bước đi chuẩn chỉnh, cẩn thận, thì có thể các bạn sẽ tạo thêm một cái nền tảng mới gì đó cho chính mình trong sự nghiệp của mình chẳng hạn. Rồi, để mình xem đối với những bạn
Tụ 2 thì cái lộc lớn trời cho nào đang gọi là kéo vào cuộc sống của bạn trong giai đoạn 3 tháng cuối năm đây. Số bạn chọn tụ 1, tụ 2 khá là nhiều. Số bạn nghĩ rằng có thể vũ trụ đã bỏ quên các bạn rồi, hoặc là không biết ý của vũ trụ thế nào mà dạo gần đây sao cuộc sống của mình nó có nhiều cái sự hoang mang quá. Nhưng mà vũ trụ vẫn đang quan sát và xem các bạn hành xử hoặc cái niềm tin của bạn nó như thế nào, nó cao đến thế nào. Một số bạn ở đây các bạn càng hoang mang các bạn cần phải cầu nguyện nhiều hơn và cần phải nâng cao đức tin mạnh mẽ nhiều hơn. Có thể các bạn đang bị kiểm tra cái bài học liên quan đến đức tin đó. À, mình thấy có thể là bạn từ đây đến cuối năm các bạn cũng sẽ thấy rất là nhiều con số lập 444 nè, 222, 111, 555, hoặc là 1010. À, các bạn có thể lên Google search những con số thiên thần này bởi vì nó có những ý nghĩa sâu sắc dành cho các bạn, và 666. Ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có khả năng hoàn toàn xử lý được nhiều việc cùng một lúc và có sự đa tài đa nhiệm. À, bạn có thể hoàn thành được xuất sắc rất là nhiều công việc và mang đến cho bạn nhiều cơ hội cho tương lai. Và đồng thời có thể các bạn cũng sẽ gia tăng được niềm vui, hạnh phúc gì đó trong cuộc sống, và cũng hãy có sự tìm kiếm niềm vui đơn giản trong cuộc sống của mình để bạn có thể cân bằng giữa công việc và vui chơi. Hãy tìm kiếm hạnh phúc nhiều hơn để bạn có thể thu hút hạnh phúc đến với mình. Bởi vì khi mà bạn có một cái sự vui tươi mà nó lại mang lại cho bạn những cái hiệu quả trong cuộc sống nhiều hơn, nó mang cái thông điệp về cái sự gọi là phát triển mạnh mẽ và cái luật hấp dẫn đó, cho nên là hãy tập trung vào niềm vui nha, đừng có tập trung vào sự lo lắng quá nhiều. Hãy tìm cái sự hài hước trong hoàn cảnh của các bạn và những cái mối lo lắng của bạn nó sẽ biến mất. Tại một số bạn, các bạn sẽ làm việc rất là nhiều hoặc bạn có khả năng phát triển thêm nhiều cơ hội mới trong công việc, nhiều nguồn thu nhập hơn. Bạn sẽ đạt được rất là nhiều điều bạn mơ ước, mọi thứ có sự nhân đôi, gấp đôi ở đây. Bạn có thể xử lý được tất cả những cái khó khăn, những cái chi tiết gì đó. Đồng thời các bạn có những cái thay đổi lớn trong sự nghiệp của các bạn á. Và mình thấy bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình gặp khó khăn thì bạn luôn có được cái sự giúp đỡ từ ơn trên. Hãy cầu xin cái sự hướng dẫn từ vũ trụ, từ các thiên thần, từ các đấng bảo hộ thiêng liêng luôn ở bên cạnh giúp đỡ cho các bạn. Và cái sự trợ giúp nó có thể bất ngờ xuất hiện và cung cấp cho bạn những gì bạn cần. Những cái thông điệp kỳ diệu sẽ xuất hiện ở mọi thời điểm để hỗ trợ cho các bạn. Ở đây như mình nói, bằng cách các bạn tập trung vào những cái điều tiêu cực hoặc là những cái điều khiến bạn không hạnh phúc trong cuộc sống, bạn sẽ đặt mình vào cái con đường khiến cho bạn có nhiều khó khăn nảy nở hơn. Cho nên là hãy luôn giữ suy nghĩ của bạn tích cực và tập trung vào điều mình muốn thôi nha. Một số bạn có thể các bạn hơi có những cái lo âu, lo lắng vấn đề tiền bạc. Thì bạn sẽ giải quyết được vấn đề này như mình nói ha, mọi thứ nó sẽ có sự gọi là cân bằng trở lại. Thế bạn sẽ tìm được những cơ hội công việc mới, gia tăng thu nhập ở những cái nguồn thu nhập mới để khắc phục. Và đồng thời hãy quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình cũng như gia đình cha mẹ các bạn trong thời điểm này. Mà đừng có vội vàng khi mà có sự buông bỏ một cái công việc nào đó. Hãy từ từ quan sát thế cuộc. Đừng có vội vàng hấp tấp rồi đâm ra bị gọi là thất nghiệp nha, ảnh hưởng đến cái nguồn thu của mình. Mình thấy có thể là bạn sẽ được ơn trên hỗ trợ cho bạn một cái sức mạnh để bạn có thể học hỏi từ quá khứ và tiến về phía trước. Và điều này nó đúng với mọi khía cạnh trong cuộc sống của các bạn, về mối quan hệ, về sự nghiệp hoặc là sức khỏe của mình. Đây là thời điểm các bạn cần phải nâng cao niềm vui và sự tiến bộ, chứ không phải ở mãi trong một cái không gian mà đầy sự tiêu cực, khó chịu hoặc là lo lắng, nghi ngờ. Có thể là có những cái thay đổi lớn đến với cuộc sống của các bạn và bạn có thể đoán trước được cái điều này. Và ơn trời muốn bạn biết rằng tương lai của bạn là một tương lai tươi sáng và kỳ diệu. Hãy thực hiện những cái bước đi đầu tiên hướng tới hạnh phúc ngay hôm nay.
Đừng có một cái sự chần chừ do dự ở trong một cái sự gọi là tiêu cực hoặc là chán nản hoặc là không hành động. Bởi vì nó khiến cho cuộc sống của bạn có sự thụt lùi. Các bạn sẽ có sự mạnh mẽ bước đi và có sự gọi là thay đổi, chuyển đổi. Một cái sự kết thúc gì đó nó sẽ mở đường cho những cơ hội mới đến với các bạn. Các bạn có một cái sự tái sinh. Hoặc là có thể một vài bạn các bạn sẽ có một cái sự gọi là chuyển đổi nơi ở, nơi sinh sống, hoặc là có thể có một sự định cư nước ngoài, hoặc là từ nước ngoài các bạn có thể là trở về nước ha, đoàn tụ với gia đình, người thân, vân vân. Thấy có một cái sự chuyển đổi cái quốc gia ở đây. Và từ đây đến cuối năm các bạn nên có một cái sự gọi là nghỉ ngơi, cân bằng, lùi lại cho sức mạnh của mình nó có sự phát triển. Hãy làm dịu tâm trí của bạn thông qua các việc thư giãn, nghỉ ngơi hoặc là thiền định. Những cái giải pháp gì đó trước đây khiến cho bạn cảm thấy có một sự gọi là mù mờ thì nó lại có sự rõ ràng hơn. Nếu như bạn có đủ cái thời gian để thư thái tâm tâm hồn các bạn. Các bạn có thể sẽ giải quyết được những cái rắc rối, những cái giải tỏa được những cái cảm xúc bị dồn nén gì đó. Các bạn cần phải chú trọng hơn về giấc ngủ nha. Giấc ngủ rất là quan trọng đó. Đồng thời nó giúp cho bạn có thể gọi là trẻ hóa và làm việc hiệu quả và tràn đầy lạc quan hơn. Hãy cho cơ thể của bạn nó thấy được cái tình yêu mà nó xứng đáng có được bằng cách các bạn cho nó thời gian cần thiết để có thể hồi phục và chống lại cái sự căng thẳng đi ha. Các bạn có sự soi sáng tâm linh, hướng nội nhiều hơn và nâng cao cái sức mạnh bên trong của mình. Và từ đây đến cuối năm các bạn nên quan tâm đến sức khỏe. Các bạn không nghỉ ngơi là rất là dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cho nên đôi khi các bạn cũng phải tạm gác lại những lo lắng, những cái sự gọi là bần thần hoặc là những cái công việc gì đó quá nặng nề hoặc những suy nghĩ nặng nề để bạn có thể thư giãn. Và vũ trụ sẽ gửi cho bạn rất là nhiều những thông điệp để bạn có những cái bước đi hoàn hảo cần thực hiện. Cho nên là hãy lắng nghe sự hướng dẫn. Khi bạn nhận được dưới dạng trực giác hoặc là các sự kiện đồng bộ hoặc là các biểu tượng hoặc là những cái giấc mơ. Và đồng thời các bạn hết sức thận trọng với những người họ không như vẻ ngoài của họ. Có những người đeo mặt nạ với các bạn đó. Cho nên là một số bạn ở đây các bạn có một cái sự kiểu như là vô tư quá thì rất là dễ bị người khác dẫn dụ, lừa đảo, lợi dụng ở đây. Đặc biệt có khả năng là sẽ có một sự tăng cường rất là nhiều những cái cuộc gọi lừa đảo trong thời điểm này. Đặc biệt là lợi dụng là cơ quan thuế nhà nước gì đó để thao túng các bạn, đóng thuế rồi vân vân, tẩy phần mềm bấm liên kết thì đó là lừa đảo nha. Có rất là nhiều người bị lừa dành cho những bạn mà các bạn chưa biết cái vấn đề này. Và đồng thời hãy trân trọng những thông tin yêu thương mà bạn nhận được từ ơn trên. Và hãy biết rằng cái việc lo lắng là không cần thiết và nó sẽ chỉ làm chậm tiến độ của bạn mà thôi. Bạn không cần phải sợ hãi gì hết. Hãy buông bỏ cái nỗi sợ hãi. Nếu như bất kỳ phần nào trong cuộc sống của bạn nó không còn ổn nữa thì hãy tin vào trực giác của bạn và thực hiện những thay đổi cần thiết đi. Các bạn sẽ có những cái sự nhận thức tâm linh sâu sắc, nhìn thấy được những gì mà bạn chưa từng thấy trước đây và bạn không còn để sợ hãi nó nhấn chìm các bạn nữa. Các bạn trực giác hơn hoặc là bạn có khả năng là có một cái sự phát triển liên quan đến vấn đề tâm linh tinh thần rất là cao độ. Đặc biệt những bạn làm công việc công tác tâm linh thì mình thấy các bạn sẽ có một sự nâng cấp rất là nhiều đó. Đồng thời các bạn có rất là nhiều những giấc mơ báo trước các bạn nhiều vấn đề và hỗ trợ bạn rất là nhiều để bạn có thể tránh được những rủi ro hoặc là có thể lan tỏa giúp đỡ cho người khác, hỗ trợ người khác tìm thấy con đường hướng đi ha, kiểu vậy. Ở đây mình thấy các bạn có rất là nhiều sự may mắn nhưng mà có chỉ có khoảng 50% một số bạn nhận được thôi. Nhận được cái nguồn lộc lớn lao này thôi và 50% còn lại không nhận được. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn toàn tập trung vào những điều bạn không muốn thôi. Cho nên các bạn luôn được nhắc nhở lặp đi lặp lại là hãy có sự tập trung vào những điều mình muốn chứ không phải là những gì mình không muốn nha. Và khi mà bạn tập trung vào những gì mà bạn không muốn hoặc là bạn tập trung vào những gì cảm thấy thiếu thốn thì bạn hoàn toàn mất đi cái sự gọi là nhận thức được những cái món quà mà ơn trên đang mang tặng cho các bạn.
Hãy dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên, dành nhiều hơn, làm dịu tâm trí và trái tim của mình. Khi mà bạn làm như vậy thì bạn có thể hỏi vũ trụ, các thiên thần cũng như là các đấng bảo hộ thiêng liêng để bạn có thể có những cái thông điệp cần thiết để giúp cho bạn có thể vui vẻ và sáng suốt hơn. Và thiên đường luôn ban tặng và mang đến cho bạn những cái món quà kỳ diệu, nhưng mà bạn phải cởi mở để có thể trải nghiệm những món quà này. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn đừng tự ti, đừng cảm thấy thiếu thốn, đừng cảm thấy tổn thương hay gì hết ha. Hãy vượt qua, đối mặt với cái vấn đề của mình để được hướng dẫn và mở ra cái con đường mới cho các bạn. Hãy cảm thấy biết ơn, cảm thấy trân trọng về những gì mình có, thì bạn sẽ thu hút nhiều hơn hoặc là gấp đôi những gì mà mình đang sở hữu nha. Mình thấy từ đây đến cuối năm các bạn sẽ có một cái sự thức tỉnh vô cùng lớn, và cũng giúp cho bạn có thể thay đổi quan điểm của mình. Thấy có một có con số thiên thần 1331 ở đây nha. Bạn sẽ có cái sự nhìn nhận những cái thách thức của bạn theo một cái cách hoàn toàn khác. Nó giúp cho bạn có thể tìm được niềm vui mới cho cuộc sống hoặc là chấm dứt được cái tình trạng trì trệ. Hãy cầu xin vũ trụ, các thiên thần và các đấng bảo hộ thiêng liêng cho bạn những dấu hiệu giúp cho bạn có thể nhìn mọi thứ ở một cái khía cạnh hoàn toàn khác. Và đồng thời ở đây hãy có sự đánh giá cao những phẩm chất bên trong mình. Bạn có thể là sẽ nhận thấy được cái sức mạnh và tiềm năng đáng kinh ngạc của mình, nó độc đáo như thế nào. Hãy thể hiện cái lòng bác ái và lòng tốt. Và ngoài ra, ơn trên có sự giúp đỡ các bạn trên con đường của bạn. Và bạn hãy làm cái điều tương tự với người khác. Và rất là tốt đẹp khi mà bạn có sự mở rộng, có sự giúp đỡ và lòng trắc ẩn đến người khác. Tuy nhiên là hãy nhớ giữ cân bằng để không rơi vào cái kiểu cho đi một cái sự quá mức không lành mạnh. Hãy có sự gọi là nhìn xa hơn những gì đang diễn ra. Các bạn có thể là sẽ có những quan điểm mới. Và đồng thời khám phá được những cái điều bí ẩn gì đó xung quanh cuộc sống của mình, là có khả năng một số bạn có thể khám phá được những cái dấu hiệu, những cái thông tin liên quan đến tiền kiếp của các bạn. Hoặc là bạn có khả năng khai phá, kích hoạt lại những cái nguồn trí tuệ thiêng liêng mà bạn đã quên hoặc đã mất ha. Rồi, lộc lớn trời ban nào sẽ kéo vào cuộc sống của bạn trong giai đoạn 3 tháng cuối năm đây? Đây mình thấy có thể là bạn sẽ cắt đứt được cái sợi dây ràng buộc các bạn. Đây mình thấy có thể là các bạn sẽ không còn ở trong cái trạng thái trì trệ nữa, mà nếu như cuộc sống của mình mọi thứ nó đứng khựng lại hoặc là nó diễn ra theo cách không có mong muốn, không như các bạn mong muốn, thì bạn hãy cố gắng xuôi theo dòng. Nó chỉ là một cái vấn đề mà các bạn đã gặp trong tiền kiếp ha. Kiếp trước các bạn có thể là cái bài học này các bạn đã học rồi, nhưng mà bạn không có vượt qua được, thì đã đến lúc các bạn phải đối mặt với nó một lần nữa để bạn có thể gọi là kết thúc khóa học và chiến thắng. Thì sau cái bài học này các bạn sẽ nhận được khá là nhiều những cái may mắn, những cơ hội để có thể bứt phá và thành công. Đôi khi có điều gì đó nó chậm lại để bạn có thể bước vào một cái giai đoạn gọi là phát triển những cái gì đó mới mẻ hơn, mở rộng tài năng, phát triển toàn diện bản thân. Chứ không phải là một cái sự gọi là trừng phạt hay gì đó với các bạn ở đây. Thì mình thấy mọi thứ trì trệ hay gì đó nó sẽ được dỡ bỏ nha. Các bạn chỉ cần gọi là bình thản và luôn tin tưởng ơn trên sẽ giúp cho các bạn có thể vượt qua, thì tất nhiên là như vậy. Vũ trụ luôn có sự theo dõi, quan tâm và ân cần chu đáo với các bạn nha. Những gì bạn cầu nguyện sẽ được lắng nghe và sẽ hỗ trợ các bạn ngay và luôn đó. Mình thấy có thể là cái nguồn lộc, cái lộc lớn trời ban cho các bạn đó chính là một cái khả năng dùng luật hấp dẫn thành công. Bạn có thể thu hút những điều bạn mong muốn đối với bạn một cách rất là nhanh. Và tuy nhiên điều các bạn cần làm đó là hãy tập trung vào điều mình muốn và lên kế hoạch để thực hiện. Và bất cứ điều gì bạn làm, bạn lên kế hoạch chi tiết cụ thể, các bạn sẽ thành công mau chóng. Nó thành công và nó phát triển, nó vượt trội hơn những gì mà bạn nghĩ, bạn tưởng. Các bạn nâng cao được cái
cái phép màu hoặc là cái khả năng gọi là vô hạn của mình. Thậm chí một số bạn kiểu như là có khả năng hô mưa gọi gió, hoặc là những gì mà bạn cầu nguyện theo cái theo khuynh hướng tích cực và có giá trị thì sẽ được lắng nghe. Gia tăng được cái tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo, sự độc đáo. Phép thuật của các bạn. Và ngoài ra thì mình thấy là bất cứ điều gì bạn chạm vào nó đều gọi là tạo ra vàng bạc, tạo ra hoa lá. Nó đều có sự sinh sôi và nảy nở hết nha. Mình thấy ở đây có những cơ hội gia tăng tiền bạc nè. Tiền bạc có sự mỉm cười với các bạn, gia tăng tài chính, hoặc là có thể có những cơ hội mới để có thể phát triển giá trị của mình, sự độc đáo của riêng mình. Một số bạn ở đây có thể lên chức, có khả năng nắm quyền lãnh đạo chính mình, cuộc sống của mình, hoặc là tạo nên một cái nền tảng gì đó, phát triển cái khả năng ăn nói, khả năng giao tiếp, sự tự tin, sự vững mạnh, sự vững chắc, kiên định của các bạn. Một số bạn nữ ở đây thì có thể là bạn sẽ trở nên xinh đẹp, quyến rũ, tài năng và có sự vững vàng, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn rất là nhiều. Ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ có những cái nguồn tài chính độc lập ha, cảm thấy rất là ổn thỏa, cảm thấy rất là biết ơn, trân trọng về cái cuộc sống tự do độc lập mình có được, có được cái sự gọi là không phụ thuộc, không dựa dẫm, không bị mắc kẹt vào bất kỳ ai hết. Một số bạn thì có thể là những lời cầu nguyện, nguyện ước của bạn liên quan đến cha mẹ của bạn cũng sẽ được lắng nghe và được đáp ứng đó. Ngoài ra thì mình thấy có khả năng là các bạn có sự kết nối với ba mẹ của mình cực kỳ nhiều, hoặc là các bạn được nhắc nhở là hãy quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của gia đình cha mẹ. Yêu thương họ, quan tâm họ và báo hiếu, hiếu thuận. Hoặc là quan tâm đến những người thân yêu của bạn, gia đình của các bạn á. Là cái kho tàng quý báu của các bạn. Bạn nào học ngoại ngữ thì cứ học đi. Bạn sẽ có cơ hội phát triển vững chắc, hoặc là có thể một số bạn mở mang phát triển những cái công việc gì đó liên quan đến yếu tố quốc tế, hoặc là được làm việc cho một công ty nước ngoài, công ty đa quốc gia. Ước nguyện của bạn nó sẽ được hoàn thành. Và ngoài ra thì có thể một số bạn có những vấn đề pháp lý, giấy tờ gì đó, có khả năng là nó cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa, theo cái suy nghĩ của các bạn, theo ước muốn của các bạn. Mọi thứ nó sẽ có sự thuận lợi hơn. Và trong cuộc sống của bạn, khó khăn là do các bạn suy nghĩ quá nhiều đến những cái nỗi lo, nỗi sợ hãi, hoặc là đến quá nhiều những cái điều mình không có, không những cái điều mình không muốn. Cho nên là hãy cẩn thận trong cái suy nghĩ của mình. Có một số bạn sẽ có tin vui về con cái nha. Nếu như bạn đang mong chờ, mong đợi ở đây. Mình thấy có thể là một bé trai. Ngoài ra thì có thể sẽ có thêm nhiều hợp đồng mới đến với các bạn. Hoặc là một số bạn sẽ tích lũy được một cái nguồn tài sản lớn như là vàng, đất đai, vân vân. Đồng thời các bạn cũng được khuyến khích hãy có sự tuân thủ theo pháp luật, cái sự thượng tôn pháp luật nha, để tránh có những cái vấn đề rơi vòng lao lý nha. Cẩn thận ngôn từ, lời ăn, tiếng nói, đặc biệt liên quan đến vấn đề nhạy cảm, chính trị, tôn giáo rồi đó nha. Giai đoạn cuối năm, giai đoạn các bạn có sự thu hoạch, những cái sự cố gắng quyết tâm của bạn sẽ có sự thu hoạch lớn. Các bạn có được một cái cây mà đầy là vàng thôi, đầy là tiền thôi. Và cái cây này các bạn đã dung đắp, đã dung trồng nó rất là lâu rồi. Và những cây khác thì không có, nhưng cây của bạn, bạn đụng tới đâu là nó có sự gọi là nảy sinh tiền bạc đến đó. Cho nên cái khả năng kiếm tiền của bạn cũng khá là tốt, hoặc là có những cái nguồn đầu tư gì đó nó có sự tăng cao. Hoặc một số bạn có thể là bạn có những vấn đề gì đó như là thi cử ngoại ngữ hay gì đó, các bạn sẽ đậu nha. Bạn là người rất là quyền năng, cho nên hãy tin vào bản thân của mình, mình sẽ làm được tất cả thôi. Và ngoài ra ở đây thì mình thấy nhân quả được ứng nghiệm, công bằng, công lý được ứng nghiệm ở đây. Bất kỳ những ai đó gây hấn hoặc là gây tổn thương, hoặc là gửi những cái nguồn năng lượng xấu, hoặc là khiến cho công việc, cuộc sống của bạn nó trì trệ, thì có thể họ sẽ phải học những bài học của chính mình. Họ đang tự buộc dây vào cuộc sống của mình đó. Việc của các bạn hãy tha thứ và đừng có oán giận, oán ghét gì hết. Tha thứ để bạn có thể thu hút được những cái may mắn đến với mình nhiều hơn. Để mình buông bỏ những nguồn năng lượng xấu ra khỏi cuộc sống của bạn. Bởi vì các bạn biết rằng ai cũng phải đối mặt với bài học của mình, cho nên là công lý sẽ được thực thi, bạn không cần phải làm gì hết. Họ cũng sẽ tự gọi là
trả giá cho những hành động mà họ đã làm với các bạn ở đây. Một số bạn, các bạn có sự cầu nguyện gì đó cho ông bà tổ tiên, các bạn có thể các bạn cũng giúp cho người thân đã khuất, ông bà tổ tiên các bạn có sự giảm bớt những gánh nặng, những nghiệp nợ nha. Một số bạn thì có thể tiến đến giai đoạn hôn nhân, kết hôn, thêm người thêm của, có những cái vấn đề gì đó vui vẻ trong gia đình của các bạn, có sự đoàn tụ và có sự gọi là gắn kết, gắn bó mọi người lại với nhau. Hoặc là một số bạn có thể công việc của bạn nó mang tầm quốc tế, được nhiều người yêu mến, hoặc là biết quen biết được khá là nhiều người bạn quốc tế ở đây nha. Thậm chí một số bạn có thể kiếm tiền từ những cái nguồn gì đó liên quan đến yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên thì có những cái chiêu trò lừa đảo ở đây, cho nên hết sức cẩn thận để tránh bị người khác lừa. Trong cái việc là kiếm tiền thụ động hay gì đó thì hết sức thận trọng nha. Phải tìm kiếm thông tin rõ ràng để tránh bị người khác dẫn dắt. Một số bạn ở đây có thể là bạn sẽ làm một cái điều gì đó hơi mạo hiểm. Tuy nhiên các bạn cũng phải tìm kiếm lời khuyên hoặc là nghiên cứu kỹ càng để tránh gọi là thất bại. Hoặc một số bạn có thể là bạn có một sự muốn phát triển bản thân, như là học ngoại ngữ như mình nói, làm một cái điều gì đó khác biệt, phát triển sự độc đáo của riêng mình, hoặc là có những ý tưởng sáng tạo gì đó, tạo nên sự đột phá gì đó, thì có thể một số bạn sẽ làm được á. Và mình thấy các bạn có được cái sự lãng mạn ha, đến với các bạn. Số bạn ở đây nâng cao được cái sự khôn ngoan, sự thông minh và có sự tháo vát hơn trong cái công việc kinh doanh của mình. Ở đây trong gia đình của bạn thì như mình nói, hãy quan tâm nhiều đến gia đình của mình, yêu thương mọi người, đặc biệt cha mẹ, vấn đề sức khỏe. Hoặc là có khả năng như mình nói, một số trường hợp là gia đình của bạn có tin vui về về con cái, hoặc là có thể về hôn nhân. Một số bạn có thể là bạn sẽ bước vào cái giai đoạn gọi là lãnh đạo, có quyền lực. Hoặc là tự mình làm chủ, tự mình kinh doanh gì đó, hoặc tự mình gọi là thực hiện một cái kế hoạch gì đó, xây dựng nền tảng cho tương lai trong sự nghiệp của các bạn. Và đồng thời hãy cẩn thận với những cái sự hiểu lầm ha. Những lời nói hoặc là những cái suy nghĩ mà các bạn không tìm hiểu kỹ thì rất là dễ hiểu lầm và gây tranh chấp và mâu thuẫn. Nhưng mà mọi thứ nó sẽ được hòa giải, sẽ được gắn kết, làm hòa, giải quyết được những mâu thuẫn khó khăn. Các bạn cũng có được những cái may mắn nè. Tiền bạc sẽ đến với các bạn, và nó đang đến với các bạn rồi. Có rất là nhiều tiền hoặc là vàng bạc gì đó. Nói chung là các bạn có sự đủ đầy về tài chính. Đây là cái nguồn lọc lớn lao của ơn trên ban cho các bạn. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi lộc lớn trời ban nào sẽ đến với bạn trong giai đoạn 3 tháng cuối năm. Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người sống nhẹ nhàng, tình cảm, ấm áp, lãng mạn, chân thành. Và là một người rất là khao khát, mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó sẽ có một sự là trọn vẹn, tốt đẹp, tích cực nha. Một số bạn ở đây có thể là bạn đang trong cái quá trình gọi là muốn rời khỏi một cái tình huống gì đó ngang trái, hoặc là có thể bạn đang trải qua một cái tình huống kết thúc một cái điều gì đó, có thể là kết thúc công việc, hoặc là kết thúc tình yêu, hoặc là có một cái sự muốn chuyển nhà, chuyển chỗ ở ha, vân vân. Tuy nhiên cái sự kết thúc này nó phải hoàn toàn diễn ra
nó nằm trong cái bản kế hoạch của các bạn rồi, để có thể chào đón những cái điều mới, những cơ hội mới. Các bạn là những người biết nắm bắt cơ hội thời cơ đối với mình. Đây sẽ là cái thời điểm các bạn sẽ không còn ở trong bóng tối nữa, mà các bạn còn phải thoát cán, trở thành một chú bướm tự do, xinh đẹp, và đồng thời có thể là hút được những cái mật ngọt trong cuộc sống. Cái sự gọi là lan tỏa tình yêu ánh sáng, hoặc là một cái sự rực rỡ của chính bạn ra thế giới bên ngoài rồi. Ở đây mình thấy là bạn cũng rất là thích đi du lịch đâu đó ha. Các bạn là những người có ước mơ cao đẹp, các bạn là những người có khả năng về nghệ thuật, sự lãng mạn, và là những người yêu cái đẹp. Và các bạn cũng là một người rất là khao khát có một cái tình yêu chân thành đối với mình. Hy vọng cuộc sống của mình cũng sẽ đạt đến những cái đỉnh cao nào đó, hoặc là hy vọng cuộc sống của mình nó sẽ nở hoa. Dạo gần đây có thể bạn cảm thấy cuộc sống của mình khá là ủ rũ ha. Và có thể các bạn cũng rất là mong cầu có được một cái sự hòa bình, yên ổn cho mọi người. Ở đây một số bạn có thể bạn đang ở xa gia đình, rất là muốn về thăm gia đình, hoặc là có thể một vài bạn các bạn đang muốn đi đến một nơi nào đó xa để làm việc, kiểu vậy. Có thể dạo gần đây cuộc sống của bạn cũng có rất là nhiều những bon chen, những đấu tranh, những mệt mỏi, hoặc là có thể có nhiều cái sự cạnh tranh, hoặc là đấu đá, hoặc là chiến tranh. Bạn rất là mong muốn là có được cái sự hòa bình được thiết lập, ha, kiểu vậy. Và mình thấy các bạn đang ở trong cái thời điểm những cái cũ phải chết đi để những cái mới được gọi là nở ra, kiểu vậy. Cho nên là có những điều gì đó các bạn không dùng nữa, hoặc là có những người gì đó mà không phù hợp với các bạn. Có nguồn năng lượng quá thấp thì đã đến lúc các bạn kết thúc những mối quan hệ tiêu cực, những cái món đồ không dùng nữa, dọn chỗ để có những cái điều mới nó tiến vào, những cái điều chất lượng hơn nó tiến vào. Và để mình xem coi lộc lớn trời ban nào sẽ đến với bạn trong giai đoạn 3 tháng cuối năm đây. Đây mình thấy có thể là từ đây đến cuối năm các bạn sẽ thấy rất là nhiều con số lặp. 555 444. Một 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 sáu 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 rồi đó ha. Các bạn có thể lên Google sở những con số thiên thần này. Như mình nói, trong 3 tháng cuối năm thì bạn sẽ được ông trên hỗ trợ để bạn có được cái sự gọi là rời khỏi những tình huống không còn phục vụ các bạn nữa, những cái điều mà cản trở các bạn ha. Và ngoài ra thì có thể đôi khi những cái sự thay đổi có thể gây cho bạn cái sự căng thẳng, nhưng mà bạn hãy tin rằng đây là điều lành mạnh và cần thiết cho các bạn. Một số bạn có thể là bạn đã biết từ lâu rằng mình cần phải tiếp tục, và đồng thời cần phải có sự gọi là buông bỏ những điều gì đó không cần thiết với mình, nhưng mà bạn đôi khi có sự còn ràng buộc gì đó, thì giai đoạn 3 tháng cuối năm sẽ là cái giai đoạn cắt đứt hoàn toàn với những người gì gọi là tiêu cực với các bạn đó, để hướng tới một cái ngày mai hạnh phúc hơn, tươi sáng hơn. Và có thể các bạn cần phải đặt mục tiêu mới cho chính mình. Và ngoài ra hãy có sự tập trung vào tương lai. Đừng có để bản thân của mình suy nghĩ về quá khứ quá nhiều. Hãy có sự gọi làm những cái điều tươi mới trở lại. Các bạn sẽ giải quyết được những khó khăn, hoặc là rời khỏi được những cái sự gọi là khó chịu. Hoặc là có thể một số bạn sẽ kết thúc được một cái sự nghiện ngập gì đó ở đây. Các bạn có được những cái sự giúp đỡ để bạn có thể nhấc được cái gánh nặng khỏi vai các bạn. Đây mình thấy các bạn sẽ có khá là nhiều những cái sự thành công, và bạn có thể chia sẻ cái điều đó, sự may mắn của mình cho mọi người. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Khi mà bạn cho đi những người đang cần thì thiên đường sẽ trả lại cho các bạn. Đôi khi việc cho đi không nhất thiết là phải dưới hình thức tiền bạc ha. Có rất là nhiều người đang cần thời gian của bạn, hoặc là cần kiến thức, cần kinh nghiệm của các bạn. Và hãy khôn ngoan trong cái việc cho đi. Điều quan trọng mà cần biết là bạn phải có một sự gọi là có sự uy tín và thể hiện lòng tốt, sự trung thực của mình. Đồng thời thì cho đi đúng người đúng hướng, hãy cầu xin ơn trên giúp cho bạn có thể tìm ra những mối liên hệ mà bạn có thể tin tưởng được. Các bạn có được những cái sự giàu có, sự thịnh vượng đối với mình nha.
Các bạn sẽ được ơn trên cung cấp cho bạn những gì thực sự cần thiết ha, và đồng thời có được cái sự gọi là phát triển nguồn tiền tài hoặc là những sự may mắn gì đó nó nhân gấp 10. Ở đây mình thấy trong giai đoạn 3 tháng cuối năm các bạn sẽ có rất là nhiều những cái sự thay đổi, đôi khi nó khiến bạn cảm thấy bối rối, nhưng nó không phải là điều đáng sợ. Bạn được vũ trụ yêu thương và bất kỳ cơ hội mới nào đến với bạn đều nhằm mục đích làm cho cuộc sống của bạn trở nên phong phú và trọn vẹn hơn. Hãy cầu xin vũ trụ, các thiên thần và các đấng bảo hộ thiêng liêng đưa ra những cái dấu hiệu để dẫn bạn đến mọi thứ sôi động và nâng cao tinh thần cho các bạn. Và ngoài ra thì mình thấy là các bạn có được cái sự thức tỉnh tâm linh mạnh mẽ, nhìn thấy được sự thật trong mọi việc. Và đồng thời giải phóng được những cái hệ thống niềm tin nó không còn phù hợp với các bạn. Có được những cái cuộc gọi, những cái cuộc lời kêu gọi từ ơn trên, là những cái sự thúc đẩy để bạn có thể bước vào cái không gian phát triển mới, hoặc là bước vào cái không gian thực sự là chính mình. Và đánh thức được những cái khả năng tiềm tàng của các bạn. Một số bạn có thể bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3 ha, thì trong cái giai đoạn 3 tháng cuối năm vũ trụ sẽ gửi cho bạn rất là nhiều những thông điệp cần thiết cho những cái bước đi hoàn hảo tiếp theo. Cho nên là hãy lắng nghe sự hướng dẫn của bạn dưới dạng trực giác, hoặc là các sự kiện đồng bộ, hoặc là các biểu tượng, những giấc mơ các bạn được báo trước kiểu vậy. Đồng thời hãy có sự cẩn thận với những người hoặc có sự gọi là không thật lòng với các bạn. Đôi khi có những cái tình huống, có những cái điều gì đó không như vẻ ngoài của nó ha. Và hãy trân trọng những thông tin yêu thương mà bạn nhận được. Nó được truyền cảm hứng từ vũ trụ đó. Và lo lắng là không cần thiết. Nó chỉ làm chậm cái tiến độ của bạn mà thôi. Bạn không cần phải sợ hãi. Hãy buông bỏ cái nỗi sợ hãi. Và nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình có những điều gì đó không ổn thì chắc chắn là như vậy rồi. Các bạn cần phải thực hiện một số thay đổi để cải thiện. Các bạn có thể nhìn thấy được những gì đó mà bạn chưa từng thấy trước đây và trở thành một cái người trực quan. Cũng như là một số bạn sẽ có một cái sự phát triển con đường tâm linh rất là rộng mở. Đặc biệt những bạn làm trong cái lĩnh vực liên quan đến tâm linh tinh thần. Có rất là nhiều giấc mơ, thông điệp đến từ giấc mơ dành cho các bạn đó. Ở đây một số bạn có thể là bạn phát triển được cái khả năng ăn nói của mình, hoặc là có thể diễn đạt, hoặc là có khả năng tự tin, phát triển khả năng gọi là gì, truyền tải thông điệp, kiến thức của các bạn trước đám đông đó. Một số bạn có thể có sự gọi là nâng cấp hơn trong cái việc học tập của mình, có thể bạn được lên cấp, hoặc là bạn có khả năng là nhận được chứng chỉ hay gì đó vân vân, thấy các bạn có một cái sự tiến bộ lên một cái tầm cao mới. Ngoài ra có thể các bạn có sự kết nối một người mang năng lượng nam, đây là một người lý trí, thông minh, nhạy bén, có thể họ sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho bạn những cái lời khuyên hoặc là những cái kinh nghiệm gì đó mà bạn cần đó. Ngoài ra các bạn cũng được nhắc nhở là hãy có một sự thượng tôn pháp luật trong thời điểm này. Hoặc là có những cái vấn đề gì thì liên quan đến pháp luật như là giấy tờ cần phải giải quyết thì có khả năng sẽ có những người có thẩm quyền họ hỗ trợ các bạn để giải quyết mọi thứ cho xong. Và ngoài ra mình thấy các bạn nâng cao được cái khả năng làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn, và các bạn có sự cực kỳ nhạy bén trong mọi việc, và trong những cái tình huống vấn đề gì đó bạn đều có những cái giải pháp để giải quyết mọi thứ. Một số bạn có thể trở thành một người cha người mẹ tuyệt vời nếu như bạn đang mong đợi có tin vui về con cái ha. Hoặc là có thể một vài bạn sẽ phát triển công việc mà bạn yêu thích như là làm vườn vân vân, thì có thể nó sẽ thành công. Thế các bạn có sự kết nối một người mang năng lượng nữ, đây là một người có tài chính, có tiền bạc, thông minh và nhạy bén, có sự sang trọng và khí khái. Đây là một người hào phóng và có khả năng biến ước mơ trở thành hiện thực. Cho nên có thể cái người này họ hỗ trợ, hoặc là giúp đỡ, hoặc cho lời khuyên, hoặc là họ có sự tác động gì đó, cộng hưởng năng lượng với bạn để giúp cho bạn có thể tạo nên thành công cho chính mình. Kiểu vậy. Tuy nhiên thì bạn hãy biết rằng là mọi thứ không phải lúc nào nó cũng diễn ra như bạn mong đợi. Nếu có những kế hoạch gì đó của bạn nó không thành công thì hãy cầu xin ơn trên giúp cho bạn có thể đến một cái con đường mới thành công hơn. Cho nên là hãy luôn giữ cái sự chính trực và hãy biết rằng cái lòng tốt mà bạn thể hiện với người khác nó sẽ quay trở lại với bạn. Hoặc là nếu như các bạn vừa mới trải qua một cái giai đoạn đầy thử thách thì hãy nhớ bày tỏ cái lòng biết ơn đến những người đã giúp đỡ bạn trên suốt chặng đường đó. Và biết ơn ơn trên nữa. Bạn có thể sẽ kết giao được với những người có cái sự trung thực, có lòng đạo đức và có sự thành công.
và hãy cố gắng tránh xa những sự tiêu cực, những người tiêu cực. Nếu như bạn cảm thấy mình có sự kết nối với một cái nhóm người thiếu trung thực thì bạn hãy giải phóng bản thân của mình khỏi những cái ràng buộc đó. Nha, hãy tìm những người có chung cái giá trị đạo đức với các bạn. Mà có thể các bạn sẽ kết thúc được những mối quan hệ hoặc là những cái kết nối gì đó thiếu trung thực, thiếu rõ ràng, không phù hợp. Ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có sự trung thực với chính mình hơn, trung thực với cái điều mình muốn hơn, và bạn sẽ có sự bắt tay vô hành động cho điều mình muốn. Một số bạn có thể là bạn có khả năng phát triển được cái khả năng ăn nói, sự chu toàn, sự thông minh, sự nhạy bén, hoặc là có thể là sẽ trở thành một người khá là nổi tiếng hoặc nổi bật trong đám đông. Bạn có sự tự tin và không để bản thân của mình trở nên quá rụt rè nữa. Các bạn được thôi thúc để phát triển, để nâng tầm đó. Và ngoài ra thì khi mà bạn có một sự gọi là phát triển thương hiệu cá nhân của mình, phát triển chính mình cho mọi người biết bạn là ai và có sự thể hiện những sự độc đáo riêng của các bạn, sẽ có rất là nhiều người tìm đến các bạn để ký hợp đồng hoặc là hợp tác gì đó và đem đến cho bạn những nguồn lợi lộc khá là nhiều, những nguồn tài chính được mang đến. Bạn có nhiều tiền để bạn có thể giúp đỡ, làm từ thiện, hoặc là bạn có rất là nhiều kinh nghiệm để có thể chia sẻ cho đi, cho nên là giai đoạn này không có nên kiểu kìm hãm hoặc kiểu như là có sự sống ích kỷ, mà hãy có sự biết cho đi đúng người đúng hướng ha. Cho đi một cách cân bằng thì có thể là các bạn sẽ có được cái sự thu về những nguồn tài nguyên lớn cho các bạn, để bạn có thể có thêm những cái điều lớn lao để có thể cho đi hơn nữa. Và ngoài ra thì những cái bế tắc của bạn nó sẽ được giải quyết triệt để, hoặc là có thể một số bạn, các bạn đôi khi cảm thấy cuộc sống có sự mù mờ ha, bối rối hoặc là bị vướng vào một cái vấn đề gì đó, thì các bạn sẽ được thả tự do đó. Và bắt buộc các bạn cũng phải đấu tranh cho điều mình muốn. Đừng ở mãi trong một cái hoàn cảnh gì đó bạn cảm thấy tiêu cực nha. Chính bạn là cái người giải phóng cho bản thân của mình. Và bạn sẽ giải phóng thành công, và bạn sẽ được ơn trên thúc đẩy để bạn không có còn ở trong cái trạng thái chán nản hoặc là thất bại hoặc là tự ti rụt rè nữa. Các bạn sẽ có sự bước ra khỏi cái bóng tối cuộc sống của mình để trở thành một chú bướm rực rỡ nha. Một số bạn ở đây thì mình thấy có khả năng là các bạn bạn nữ, bạn nam, các bạn đều trở nên thu hút quyến rũ, trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt người khác. Có thể là các bạn có sự chú ý, quan tâm nhiều hơn đến vẻ bề ngoài của mình, cho nên mình thấy từ đây đến cuối năm các bạn sẽ rất là trọn vẹn về cái vẻ đẹp của các bạn, hoặc là cái khí chất bên trong lẫn bên ngoài các bạn nó có sự phát triển toàn diện, có sự tự tin hơn với mọi người. Và có thể một số bạn còn có khả năng là có những buổi tiệc ăn mừng, hoặc có những cái phần thưởng, những cái sự vinh danh, hoặc là đạt được những cái cúp gì đó ha, thưởng thưởng cho cái quá trình nỗ lực của các bạn. Ngoài ra có thể một vài bạn cũng sẽ có những cái chuyến đi, nhưng mà trong cái giai đoạn này á, các bạn cẩn thận khi mà bạn đi biển ha, đi du lịch gì đó, đi đến những nơi biển cả, những nơi ao hồ sông suối thì nó có khả năng có nhiều cái biến động nguy hiểm, các bạn hết sức thận trọng để tránh rủi ro cho bản thân mình. Và ngoài ra thì mình thấy một số bạn có tình yêu đó, các bạn sẽ gặp được một cái người yêu thương các bạn và khá là lãng mạn trong mối quan hệ này, và bạn khá là hài lòng với cái kết nối này. Hoặc là có thể một số bạn có sự gặp gỡ người yêu ở xa, có sự đoàn tụ sum họp với nhau. Và mình thấy gió tầng nào gặp mây tầng đó, cho nên các bạn xuất sắc như thế nào bạn cũng sẽ gặp được một người xuất sắc như vậy nha. Cả hai người đều gọi là trai xinh gái đẹp và giỏi giang tài năng như nhau hết. Và mình thấy có một cái điều ước gì đó của bạn được thỏa mãn, hoặc bạn sẽ sống trong cái cảnh gọi là thoải mái, hài lòng, mãn nguyện và dư dả đủ đầy. Đủ đầy về mặt vật chất, tiền tài hoặc là về cảm xúc. Ở đây mình thấy các bạn đừng cố gắng thay đổi người khác, bởi vì có những cái người họ rất là bướng bỉnh và họ không có sẵn sàng cho cái sự thay đổi. Cho nên là khi mà bạn không thể giúp cho người khác thay đổi thì tốt nhất mình nên thay đổi suy nghĩ của mình và rời khỏi những cái vấn đề đó, để tránh bản thân của mình bị vướng vào, vướng mắc vào, mình không thể thoát ra được. Hãy để cho họ tự học hỏi bài học của họ, rồi họ cũng sẽ có sự thay đổi khi mà họ đã trải qua những bài học cần thiết. Một số bạn có thể sẽ có đám cưới diễn ra nè, hoặc có khả năng là đi đám cưới, có sự lãng mạn ở đây. Có thể là một số bạn có tình yêu thì có thể tình yêu các bạn tiến đến cái giai đoạn cam kết.
Ở đây mình thấy các bạn được hết sức được nhắc nhở hết sức thận trọng lắm thôi, các bạn sẽ có khả năng là bị mất tiền đó nha. Ai đó mời gọi đầu tư hợp tác gì đó, đầu tư rủi ro gì đó thì không nên nha, không nên vội vàng hấp tấp, bởi vì như mình nói có những cái người đeo mặt nạ các bạn á, các bạn không cẩn thận là sẽ mất tiền mất bạc đó. Nhưng mà các bạn được ân trên bảo vệ cho nên là các bạn sẽ tìm ra được những thông tin cần thiết, nó sẽ giúp cho bạn có thể tránh được những cái rủi ro nguy hiểm nha. Các bạn có thể là nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình của mình, cha mẹ của mình, con cái, vân vân. Hoặc là có những vấn đề gia đình liên quan đến kết hôn rồi đó. Một số bạn như mình nói có tình yêu, có sự quan tâm, có những cái sự gọi là mãnh liệt trong tình cảm được diễn ra. Số bạn có sự kết nối với những cái người bạn bè quốc tế ha, hoặc là những người hợp tác hợp đồng gì đó liên quan đến yếu tố quốc tế ở đây. Hoặc là các bạn sẽ học ngoại ngữ, vân vân. Và có thể là cái khả năng ăn nói trôi chảy hơn, hoặc là giao tiếp nó có sự gọi là trơn tru hơn. Chỉ cần các bạn cố gắng các bạn sẽ đạt được thôi. Mà mình thấy các bạn có những cái nguồn tiền, những cơ hội tài chính được gia tăng ở đây. Và có thể mình thấy các bạn nhận được khá là nhiều lời khen ngợi á, đến từ người khác dành cho các bạn, khen ngợi về tài năng hoặc là tiền bạc, hoặc là về cái vấn đề như là vẻ đẹp của các bạn. Mình thấy là như vậy. Bạn nào mà chịu khó giảm cân mình thấy sẽ thành công đó nha, và sẽ trẻ trung xinh đẹp hơn trước rất là nhiều. Thấy các bạn sẽ ở trong cái trạng thái ăn ngon mặc đẹp, thành công và tự tin. Và anh đặc biệt là ăn thua ở cái cách hành động cũng như cái tư duy các bạn nữa. Các bạn phải bước ra khỏi những cái cũ để bạn có thể phát triển bản thân. Còn các bạn cứ mãi ở trong một cái vùng trời của sự gọi là cô lập chính mình, tự ti, rụt rè, không dám làm gì hết, thì bạn cũng sẽ luôn ở trong cái trạng thái đó, hoặc là đôi khi có sự bị đi thụt lùi á. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.